đi ra ngoài đường là không bao giờ bận quần xà lít hết. Em chẳng hiểu là lý do tại sao mà lại như vậy. Chỉ có đi đá banh thôi, hoặc là đi đám cưới đám tiệc thôi. Còn ngoài ra là bất kể thì bước ra ngoài đường là không bao giờ bận. Để thì cũng tốt đó, nhưng mà rất tiếc là chồng thích tao, không thích mày. Xin lỗi, được chưa? Mày tính đâu kiếm với chồng tao hả? Ừ, kệ. Xin lỗi nha, kể. Đi là cho dù nó có cái gu lạ đi chăng nữa, kể. Thì mày cũng không có cửa với tao. Sao không có cửa? Dạ. Sao không có cửa? Mày không có cửa với tao. Ừ, sao không có cửa hả? Thì tao là dâm hơn nè. Mày coi lại đây, làm dâm mày hơn. Coi lại đi. Hả, à, chị em tao chơi với mày thế nào bây giờ bị giật tầm của tao? Mày khốn nạn vậy? Hả? Ủa, tại chồng mày thích tôi với bộ. Trời ơi, cứ mày lên bóng gió gì kỳ vậy? Ủa, đây sao? Cái đây sao? Hả? Bà bánh mè bà sao bà kèm bà vô dụng. Mẹ bánh mèo cũng vô dụng nha má. Cái mèo vô dụng nha. Chứ không được có dụng đâu. Có dụng là nó không theo tôi rồi mẹ. Tôi chưa biết thấy gì nha mày. Tôi lại cái gì? Trời ơi, được cái. Bà cái bánh mè bà cái hiền quá. Bà hiền hơn người ta quá. Tao không hiền nhưng mà để lại gọi là bồ của tao. Để chị em chơi với nhau là một cái cà rem không xài chung. Tôi sao xài chung vậy má? Tôi đâu có xài chung với má đâu. Tại chồng bà theo tôi là đó là quyền của tôi, là thuộc về tôi luôn rồi. Giờ nó không còn gì với bà nữa, mày hiểu chưa? Mày nên nhớ nè, mày nên nhớ cho ba con người tao nói nha. Một nải chuối xanh nha, dân ba đứa giành giật chính phủ dơ tay. Trời ơi, một nải chuối xanh giành bụng bà đó má. Giành bụng bà đó. Mày nên coi lại cái thái độ của mày đi. Trời ơi, ba má, không đổ. Cho dù chồng của tao nó có mê cũ lại thì nó cũng chẳng về chứ tao. Mày nghĩ sao vậy? Mày có vú không mà theo mày? Tao nghĩ coi. Không có theo mày. Trời ơi, nhưng mà người ta lạ. Tao lạ, bà không cô không? Bà con cô không? Bà con cô không? Nè nha, tao nói nhưng mà tao xúc phạm với cộng đồng LGBT. Nha, tao nói nhưng mà tao nói để cho mày biết là mày nên có lại con người của mày đi. Đã cái bản chất của con người mình nó đã không tốt thì phải sống cho hoàn thiện đi. Trời ơi, sao không tốt má, làm gì không tốt? Làm gì không tốt? Trời ơi, có bạn không tốt, có bạn không tốt, chồng bà mới bỏ theo tôi đó má. Tao sao tao tốt, không phải là tao không tốt. Nhưng mà cái thứ của mày, mày thấy chồng của tao say xưa rồi mày dụ chồng tao, mày ngủ với chồng của tao. Nè, bữa đó là trong sinh nhật của bà á, là chồng bà á còn tỉnh nha, tôi say nha, ông là người hãm tôi nha má, ông người hãm tôi nè. Mày nói gì vậy ta? Trong tin nhắn điện thoại tôi có nè. Yeah. Trời đất ơi, không có. Biết. Bà đã chị coi em chơi với nhau. Nè, bà đã suy nghĩ là chị em chơi với nhau là mày không được làm như thế. Bà coi chồng của bà đi như thế. Bây giờ tao giật chồng mày được hay không? Được. Tao giật lại đi, nó là chồng của tôi đó, chồng của bà luôn đó, bây giờ tao không cần biết. Tao ngồi lại giật nó luôn đi. Tao không cần biết. Đi sao? Nhưng mà mày sống mày đừng có đi khốn nạn như thế. Còn khốn nạn nha.